Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 5, Ủy ban Bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị. Sự tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh, đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã cơ bản hoàn thành. Từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 5 ngày. Để bảo đảm cho cuộc bầu cử được tổ chức một cách dân chủ đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối an toàn và thành công tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các địa phương, đơn vị không được chủ quan, lơ là, tiếp tục rà soát, tập dượt kỹ phương án bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hoặc thiên tai, dự phòng nguồn nhân lực để bổ sung cho các tổ bầu cử, tổ chức xét nghiệm, ưu tiên tiêm vaccine cho tất cả các nhân sự tham gia công tác bầu cử, nhất là ở những địa bàn có rủi ro cao. Với sự chuẩn bị trách nhiệm kỹ càng như hiện nay, nhất là ở những địa phương đang gặp nhiều khó khăn như Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, thì ngày bầu cử sẽ diễn ra thành công và đúng hạn định. Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến thời điểm này, tổng số người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 giảm từ 868 xuống còn 866 người. Đến ngày 14 tháng 5, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiếp nhận 164 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại tố cáo và phản ánh về công tác bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Số vụ khiếu nại tố cáo về bầu cử, nhất là đoàn đông người, phức tạp, giảm nhiều. Số lượng đơn gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ bằng 15% so với kỳ bầu cử trước. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh của cử tri được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.